Sao Nhung ạ? Tháng 6. Có Nhung có bị con chó này không nuốt cho tí nữa, nó ăn cơm xong nó cắt chết gì sao? Hôm qua. Hôm qua. Này thân thiện với nó đi, không là đến lúc dẫm xuống là nó không tha đâu. Tao cho mày tắm chung với Hường bây giờ. Ăn cháu ăn sao nữa? Con này con cũ rồi. Sao con cũ?